tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ông Philip phê gặp ông Nathanael và nói: Đấng mà sách luật Môse và các ngôn sứ nói tới chúng tôi đã gặp, đó là ông Giêsu, con ông giu người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Ông Philip phê trả lời cứ đến mà xem. Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình liền nói với ông rằng, đây đích thực là một người Israel lòng già không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người làm sao ngài biết tôi. Đức Giêsu trả lời, trước khi Philip phê gọi anh lúc anh đang ở dưới cây vã tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói thưa thầy chính thầy là con thiên chúa chính thầy là vua israel đức giê xu đáp vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vã nên anh tin anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa người lại nói thật tôi bảo thật các anh các anh sẽ thấy trời rộng mỡ và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay cùng với giáo hội chúng ta mừng lễ kính thánh Bartolomeo Tông Đồ còn gọi là Nathanael. Tương truyền rằng sau khi thánh nhân lạnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngụ tuần thì ngài đã ra đi truyền giáo ở những nơi như tiểu á armenia mosopotania bessia ấn độ và ai cập và cuối cùng cũng giống như số phần các vị tông đồ khác ngoài trừ do an ngài đã chịu tự đào tràm quyết tại armenia trong bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy với một tâm hồn thiền trí khao khát đấng cứu thế ở nơi Nathanael đã sẵn sàng lên đường với Philip phê ông đã đến gặp Chúa Giêsu Chúa Giêsu thấy ông Nathanael đi tới mình thì nói với ông đây thật là người Israel nơi ông không có gì gian dối Chúa Giêsu đã nhận định về con người của Nathanael nơi ông không có gì gian dối. Tức con người luôn sống trong sự thật. Chúa Giêsu khen ông là người có phúc. Như Thánh Vịnh 32 câu 2 đã viết, Hạnh phúc thay người Chúa không hạch tội vì lòng trí chẳng chút gian tà. Như vậy, Nathanael đã xác nhận Chúa Giêsu đã nói đúng về ông. Nơi ông không có gì gian dối, Chúa Giêsu đã nhìn thấu suốt con người của ông và Nathanael muốn biết sao ngài biết tôi? Vì đây là lần đầu tiên Nathanael gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng vậy, ngài cũng chưa một lần gặp Nathanael mà lại có nhận xét chính xác. Đây là một điều hết sức thú vị và là một kỷ niệm khó quên trong cuộc sống tông đồ. Có lẽ ông sẽ nhớ mãi ông đã bị cuốn hút chỉ vì một câu nói ngắn gọn này. Chúa Giêsu sẵn sàng trả lời cho Nathanael. Ngài cho Nathanael biết Ngài đã thấy việc Philip phê gọi ông và còn cho biết rõ lúc đó ông đang làm gì nữa? Có nghĩa ngài biết rõ những ước muốn thầm kín nhất trong con người của ông. Chúa Giêsu có ý muốn nói lúc người còn ở dưới cây vã Nathanael cũng đang khao khát sự xuất hiện của đấng cứu thế, đó là mong ước thầm kín nhất của Nathanael. Niềm tin của Nathanael đã chuyển biến thật bất ngờ. Khởi đi từ sự coi thường bởi Nazareth nào có cái gì hay? Sau khi gặp Chúa Giêsu, ông đã được biến đổi hoàn toàn để mạnh dạn tuyên xưng Thầy là Con Thiên Chúa là vua Israel. Nathanael được biến đổi như vậy vì tâm hồn ông đang khao khát đấng cứu thế và ông luôn sống trong sự trung thực, có nghĩa luôn sống trong chân lý mà không có gì giả dối. Hôm nay mừng kính lễ thánh Bartolomeo, ta hãy học nơi thánh nhân sự trung thực, trung thực với Chúa, trung thực với anh chị em và trung thực với chính mình. Trung thực để nhận ra Chúa là ai? Trung thực để nhận ra anh chị em mình sống quanh ta và trung thực cũng để nhận rõ con người của mình. Chỉ khi nào ta sống trung thực, không giả dối, ta mới sống trong chân lý và Chúa sẽ biến đổi chúng ta mạnh mẽ như Thánh Nathanael. Lạy Chúa, xin cho chúng con nghe được tiếng chúa gọi thầm để chúng con nhận ra chúa đang đến với chúng con trong mọi biến cố của cuộc sống sống trung thực với chúa và trong những người anh chị em mà chúng con gặp gỡ hằng ngày amen